Xin chào mọi người đã đến với chương trình trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ, giới thiệu tác giả, tác phẩm và những gương mặt nghệ sĩ mới. Ngày hôm nay, Đức Tiến xin phép được giới thiệu một người bạn, một người anh và cũng là một người đồng nghiệp của mình. Đó chính là nhạc sĩ Tôn Thất Minh, một người gốc Huế. Nhạc sĩ Tôn Thất Minh thì anh đang định cư tại Mỹ. Tiếng biết anh Tôn Thất Minh trong những lần giao lưu văn nghệ cũng như là giao lưu ca khúc do những người bạn của anh có cái nhịp cầu nối, kết nối với lại cái quán cà phê Đồng Ca Nhỏ trước đây của Tiến. Anh em gặp nhau cũng 5-7 năm về trước, rồi cũng có ít dịp hội ngộ nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu vẫn liên lạc với nhau. Thì chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm lần này nó là một cái sự kết nối để anh em có thể chia sẻ văn nghệ lại với nhau, dù cái khoảng cách địa lý rất xa nhưng mà âm nhạc vẫn kết nối mọi người lại gần với nhau theo cái sự nhiệm màu của nó. Thì trước khi chia sẻ với tất cả mọi người về cái ca khúc của ngày hôm nay, Đức Tiến cũng chia sẻ một chút đôi nét về âm nhạc của nhạc sĩ Tôn Thất Minh. Là một người gốc Huế và trầm lặng, tính anh thì trầm, nhẹ nhàng như là cách mà anh thể hiện qua âm nhạc. Nếu mọi người có chút thời gian khi search nhạc sĩ Tôn Thất Minh ở trên mạng, chúng ta sẽ thấy rằng những ca khúc mà được các ca sĩ trình bày của anh đó chính là những ca khúc đậm chất nét Phật giáo cũng như là đậm chất giáo lý trong nhà Phật. Có lẽ anh cũng là một Phật tử và cũng là một trong những người siêng năng về vấn đề nghiên cứu giáo lý Phật, cho nên thành ra âm nhạc của anh luôn mang một cái phong thái của một hiền triết nhẹ nhàng, ngôn ngữ mang đến cho mọi người những cái giá trị tích cực nhất định trong cái đời sống, dù phía trước có nhiều khó khăn nhưng vẫn mang một cái tinh thần lạc quan và những cái giải pháp trong cái niềm ý là sẽ vượt qua điều đó trong tình yêu thương. Tôi được trực tiếp nghe anh trình bày bằng guitar cũng như là trực tiếp nghe những cái ca khúc mà anh mới hoàn thành để up lên trên mạng cho cộng đồng mà chúng ta nghe, thì vẫn là nét nhạc như vậy sau bao nhiêu năm. Và đặc biệt hơn nữa là trong tinh thần và cũng như là trong trái tim của nhạc sĩ Tôn Thất Minh luôn chứa đựng một tình yêu thương bao la với đồng loại, với lại mọi người. Cái ca khúc mà Tiến muốn giới thiệu với tất cả mọi người của nhạc sĩ Tôn Thất Minh sáng tác gần đây đó chính là ca khúc Khổ Nạn. Ca khúc Khổ Nạn nói về những cái ngày tháng này, những ngày tháng đại dịch này chúng ta đang đi qua, và chúng ta đang chịu đựng những cái sự khốn khó, nguy nan, những cái gì khó khăn nhất của cuộc sống chúng ta đang chịu đựng chung. Và nhạc sĩ Tôn Thất Minh gọi đó là một cuộc khổ nạn. Ca khúc này như là một sự chia sẻ của chính tác giả dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đó là một sự chia sẻ về mặt tinh thần thông qua âm nhạc để có thể ủi an nhau, đỡ đần nhau trong tinh thần để cùng nhau có thể vượt qua được những ngày tháng đại dịch rất là nguy nan. Ca khúc được trình bày bởi ca sĩ Thu Trang. Và ban đầu thì anh nhạc sĩ Tôn Thất Minh có gửi cho tôi một cái bản thu mộc của anh, nhưng Tiến cũng chia sẻ là anh ơi, cái bài rất cảm động, nếu chúng ta chỉ gửi bản mộc thì nó sẽ phí cái bài. Tiến dự định sẽ giới thiệu một cái ca khúc mới cũng cực kỳ hay của anh Tôn Thất Minh. Tuy nhiên chỉ sau một đêm và anh đã gửi lại cho tôi một bài hát với một bản phối, thì tôi giật mình là làm sao có thể nhanh đến như vậy. Với một cái người ở địa lý phương xa mà bây giờ thực hiện một cái bài hát có bản phối mà có ca sĩ hát thì nó là quá nhanh. Chỉ sau một đêm nha quý vị, bắt đầu từ sáng nay thì Tiến nhận được cái bài hát này và nhìn vô thì thấy đó là chính là nhạc sĩ Tuấn Khanh
hòa âm, thì tôi nghĩ à vậy thì không có gì lạ, bởi vì nhạc sĩ Tuấn Khanh rất là nhanh, mà khi đã làm việc gì mà nó liên quan đến cộng đồng hay là cũng như là đến chia sẻ với cái tình yêu thương thì như là nhạc sĩ Tuấn Khanh làm rất lẹ. Thì đây là một cái ca khúc rất hay và ý nghĩa, nhất là trong cái mùa đại dịch này. Mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc Khổ Nạn, một sáng tác của Tôn Thất Minh, hòa âm nhạc sĩ Tuấn Khanh và với sự trình bày của nữ ca sĩ Thu Trang. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chúng ta
sẽ qua đi. Về tình thức chung tay nguyện cầu xin khổ nạn qua mau. Về tình thức chung tay nguyện cầu xin. See you.